Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta có thể sử dụng quảng cáo ở trên Facebook. Và chúng ta cần phải hiểu một cách tổng quan nhất về cái việc mà quảng cáo trên Facebook. Quảng cáo trên Facebook đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái thông điệp, những cái bài viết và hình ảnh. Chúng ta quảng cáo đến những đối tượng ở trong một cái độ tuổi nào đấy, ở một vị trí địa lý nào đó, theo những cái mục tiêu, những cái điều kiện và những cái thông tin về cái đối tượng mà chúng ta mong muốn nhắm đến. Ở đây đầu tiên để có thể có một cái bức tranh tổng quát về cái quản lý quảng cáo thì chúng ta sẽ vào cái mũi tên ở bên phải ở trên Facebook của chúng ta và vào mục quản lý quảng cáo để chúng ta có thể hiểu căn bản về cái quảng cáo trên Facebook là như nào. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái tài khoản quảng cáo của chúng ta. Thì ở đây cái tài khoản quảng cáo của tôi thì có thể quản lý quảng cáo ở vài cái tài khoản Facebook. Ví dụ như đây, chúng ta chọn đây thì sẽ thấy là quản lý tài khoản quảng cáo của bạn đây, sẽ hiển thị ra danh sách những cái tài khoản quảng cáo của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem tổng quan về tài khoản quảng cáo. Chúng ta chọn vào đây, tổng quan về tài khoản. Sau đó thì chúng ta chọn vào thời gian để chúng ta xem cái báo cáo tổng quan về tài khoản của chúng ta. Ví dụ như tôi sẽ chọn cái khoảng từ 20 tháng 9 chẳng hạn cho đến 31 tháng 12. Sau đấy chọn cập nhật. Thì ở đây sẽ có rất nhiều những cái thông số để cho chúng ta thấy được những cái kết quả mà những cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta đã quảng cáo. Ở đây ví dụ như một số những cái thông số như về tương tác bài viết này, số tiền chi tiêu này, số lần hiển thị những cái bài quảng cáo của chúng ta, hay là số lần nhấp vào liên kết. Thì chúng ta có thể xem thêm một vài thông tin một cách chọn vào mũi tên đây và chọn vào những cái thông số đây. Ví dụ như là số người tiếp cận được chẳng hạn. Thì ở đây báo là 128.000, hơn 128.000. Và đây là những cái tốc độ mà nó tăng so với những cái cùng kỳ như vậy ở thời gian trước đó. Và đây là dưới là những cái bảng đồ thị để thể hiện được là số người tiếp cận như tần suất hoặc là những cái chi phí của chúng ta chẳng hạn. Đây số tiền chi phí và những cái thông số khác, ví dụ những mục tiêu đây thể hiện hết những con số đây để chúng ta có thể đo lường những cái bài viết, những cái chiến dịch của các chúng ta xem có hiệu quả hay không và những cái đối tượng nào nó phù hợp với cả những cái bài quảng cáo của chúng ta. Ví dụ như đây những đối tượng về giới tính chẳng hạn. Ở đây tỷ lệ tiếp cận đối với nữ đó là số người tiếp cận là 48% trong cái độ tuổi từ 18 đến 24, còn đối với nam là 28,47%, tương ứng với là những cái số tiền chi tiêu. Và cái đối tượng mà từ 25 đến 34 tuổi thì nó thấp hơn, chỉ khoảng 10%, 12%. Và như vậy là chúng ta có thể nhận thấy là cái đối tượng mà khách hàng quan tâm ở chúng ta ở đây là đối tượng đa phần là trong độ tuổi từ 18 và 24 với tỷ trọng là nữ cao hơn. Và số giờ mà những người này người ta tiếp cận những cái bài viết của chúng ta ở đây thì có đồ thị đây từ 0 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Thì chúng ta có thể nhận thấy là cái thời gian mà tiếp cận bài viết thường từ 7 giờ sáng cho đến 23 giờ. Và vị trí địa lý thì ở đây là toàn bộ những cái bài viết chúng ta đều bài viết quảng cáo của tôi là ở trên cái lãnh thổ Việt Nam. Rồi và như vậy là đây là tổng quan về tài khoản. Và đối với quảng cáo ở trên Facebook thì nó sẽ có, đầu tiên đó là chiến dịch quảng cáo. Nó là một chiến dịch gồm có rất nhiều những cái nhóm quảng cáo. Chúng ta cứ hình dung là một chiến dịch quảng cáo ra bắt đầu. Ví dụ như ở đây là tôi có một cái chiến dịch quảng cáo là về cái HT5 tương tác post, tức là một cái chiến dịch mà quảng cáo cho một cái nhà cho thuê ở Hoàng Hoa Thám. HT4 là quảng cáo cho một cái quảng cáo cho thuê nhà ở tại gần Láng Thượng. Hay là ví dụ chẳng hạn như này, một cái sự kiện tuyển mẫu cho đại sứ thương hiệu của Rice, tức là một cái campaign chiến dịch quảng cáo cho cái việc mà tuyển những cái người mà đại sứ thương hiệu cho cái nhãn hiệu Rice, là nhãn hiệu về mỹ phẩm. Và trong mỗi một cái chiến dịch này thì sẽ gồm có rất nhiều nhóm quảng cáo. Ví dụ như chẳng hạn ở cái campaign tương tác HT2 này chẳng hạn, hoặc chúng ta có thể vào cái HT5 này đi,
chúng ta sẽ thấy là trong này có rất nhiều những cái nhóm quảng cáo đó. Thì mỗi một nhóm quảng cáo này là chúng ta sẽ nhắm đến những cái đối tượng khách hàng khác nhau, độ tuổi khác nhau và những cái mục tiêu về sở thích, nhân khẩu học hay những cái tiêu chí mà chúng ta lựa chọn. Thì đó là những cái nhóm quảng cáo nằm phía trong chiến dịch này. Thì bạn có thể thấy là đây là những cái thông số để chúng ta có thể đo lường được, hoặc kết quả này, số người tiếp cận được và số lần hiển thị, chi phí trên một kết quả. Ví dụ là có thể thấy những cái bài viết ban đầu, cái chi phí trên kết quả 400-500 đồng, hiển thị gần 600 đồng. Những bài về sau chúng ta thay đổi, chúng ta chỉnh sửa lại thì cái tỷ lệ tương cái chi phí là 351 đồng trên một kết quả chẳng hạn. Và cái số tiền, tổng số tiền chi tiêu, lịch chạy đó. Và chúng ta có thể mở vào tiếp ở trong từng nhóm quảng cáo. Ví dụ tôi sẽ mở nhóm quảng cáo này để thấy là cái trong mỗi một nhóm quảng cáo này chúng ta lại có thể có nhiều bài quảng cáo khác nhau. Ví dụ như ở đây là tôi chỉ có một bài quảng cáo thôi, thì nó sẽ thể hiện các thông số này, về kết quả này, số người tiếp cận, số lần hiển thị, chi phí này, và điểm phù hợp. Điểm phù hợp ở đây nó sẽ có thang điểm là từ 1 đến 10. Và chúng ta có thể đo lường được cái bài viết của chúng ta xem là có phù hợp, cái điểm phù hợp của chúng ta với cái đối tượng khách hàng của chúng ta nhắm đến hay không, để chúng ta có thể điều chỉnh. Và như vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn một vài những cái tổng quan về cái trình quản lý quảng cáo trên Facebook. Và một cái phần nữa, trong cái phần mà tổng quan này thì chúng ta có thể xem cái biểu đồ để thể hiện được cái kết quả chúng ta đã quảng cáo. Ví dụ như ở đây là cột về hiệu quả quảng cáo, nhân khẩu học hay là vị trí quảng cáo. Và chúng ta có thể thấy đây là cột xanh được tương tác với bài viết. Đó, nó theo cái đồ thị này. Và chi phí, chi phí quảng cáo, ví dụ 626 đồng trên một kết quả, hay như này 501 đồng. Đó, nhân khẩu học thì có thể nhìn thấy cái tỷ trọng, những cái độ tuổi mà khách hàng chúng ta quan tâm đến cái trong cái chiến dịch của chúng ta. Và vị trí quảng cáo đó, Facebook, Audience Network hay là Instagram, Netflix. Và như vậy là chỉ sau một chút thời gian thì chúng ta có một cái bức tranh, cái nhìn tổng quan với cái quảng cáo trên Facebook. Và ở video sau thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể tạo nên một cái quảng cáo ở trên Facebook để nhắm đến những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.